Chào mừng các bạn đã đến với bản tin Chuyển động cùng dân mạng. Và sau đây là những nội dung chính. Bão số 7 còn lưu luyến chưa đi thì bão số 8 tràn vào Biển Đông với sức gió mạnh cấp 8. Xót xa cảnh người dân Quảng Bình dầm mưa rét, đứng thường tớp bên quốc lộ để xin hàng cứu trợ vượt qua cơn đói trong trận lũ lịch sử. Vợ của nạn nhân tử vong ở thủy điện Rào Trăng 3 bị kẻ gian lừa đảo 100 triệu đồng. Có lẽ giờ đi làm hay đường về nhà sẽ dễ thở hơn một chút khi quy định mới về giờ cao điểm được ban hành. Nhức nhối hiện trạng trục lợi từ thiện ngay trong đợt lũ lụt kinh hoàng ở miền Trung, dân mạng nói gì? Chuyện lạ, tìm hiểu hai vụ án kỳ lạ, cá mập nhả cánh tay người tại Úc và thi thể trong hố xí tại Nhật Bản. Bão số 7 còn lưu luyến chưa đi thì bão số 8 đã vào Biển Đông với sức gió mạnh cấp 8. Sau 3 ngày di chuyển trên biển, bão có thể đạt được cường độ cực đại cấp 11, 12, giật cấp 14. Rạng sáng ngày 21 tháng 10, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết bão Seidel đã vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 8. Lúc 4 giờ, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 770 km về phía đông đông nam, sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10. Ngày và đêm nay, bão di chuyển theo hướng Tây với vận tốc 10-15 km/h và có khả năng phải mạnh lên. Ngày 22 tháng 10, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 450 km, mạnh thêm 1 cấp. Sau đó, bão rời hướng, di chuyển chết lên theo hướng Tây Bắc, chậm lại nhưng mạnh thêm. Rạng sáng ngày 23 tháng 10, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 360 km về phía đông đông bắc, sức gió lúc này đạt cấp 10 đến cấp 11, giật cấp 13. Rạng sáng ngày 24 tháng 10, tâm bão chỉ còn cách quần đảo Hoàng Sa 120 km. Lúc này, sức gió ở mức cực đại có thể đạt ở cấp 11, 12, giật cấp 14. Cơ quan khí tượng cảnh báo, vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới nằm từ vị tuyến 14,5 đến 18,5 độ vĩ Bắc và từ kinh tuyến 114,5 đến 120 độ kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh. Chuyên gia nhận định, bão số 8 có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh miền Trung từ ngày 24 tháng 10. Bão sẽ gây mưa ở phía Nam đồng bằng Bắc Bộ, trải dọc xuống các tỉnh miền Bắc và Trung Trung Bộ. Sáng ngày 21 tháng 10, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình vẫn còn mưa nặng hạt, công tác cứu trợ người dân ngập lụt vẫn đang diễn ra vô cùng khẩn trương. Nhiều đoàn cứu trợ vẫn tất bật đi cano, chèo thuyền mang hàng hóa cứu trợ vào sâu những nơi ngập lớn cho người dân. Dọc con đường tránh qua huyện Lệ Thủy, người dân từng tốp ra đứng bên lề đường xin hàng cứu trợ. Mưa lớn, trời lạnh, nhưng nhiều cụ bà lớn tuổi, nhiều trẻ em nhỏ vẫn đứng thành hàng để chờ lấy hàng cứu trợ. Hiện tại, lũ trên sông Kiến Giang, huyện Lệ Thủy là 4,79 m, trên mức báo động 3 là 2,09 m, vượt mức lũ lịch sử năm 1979 là gần 1 m. Hàng nghìn ngôi nhà tại huyện Lệ Thủy bị ngập sâu từ 3 đến 5 m, có nơi trên 5 m. Trước tình hình nước lũ dâng cao, các lực lượng chức năng đã kịp thời di dời khoảng 10.000 hộ dân ở huyện Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy, thị xã Ba Đồn. Mưa lũ hiện tại đã làm chết 4 người, Lệ Thủy 2 người, Quảng Ninh 2 người, có 6 người bị thương, Tuyên Hóa 4 người, Minh Hóa 2 người. Từ chiều đến tối ngày 20 tháng 10, mấy trăm người dân thôn Công Hoa Quảng Bình cứ ngóng ra bến đậu tàu thuyền, chờ mong bóng màu cam của con tàu cứu hộ sẽ rẽ nước đi thẳng vào thôn, mang theo thức ăn và nước uống. Những ngày mắc kẹt trong lũ, tàu của các chú bộ đội đã trở thành hoa tiêu cho những người dân trong đêm tối mịt mùng, không một ánh đèn, chỉ nghe tiếng mưa gầm gió hú. 2 giờ sáng, Ban Chỉ huy quân sự thị xã Ba Đồn đã đưa ra quyết định ngoại lệ, hạ xuồng đi giải cứu người dân. Trong đêm tối, liên tục những cuộc gọi để đề nghị cứu nạn vang lên. Đứng trước con tàu cứu hộ, gió và mưa thốc vào mặt lạnh run, Thượng tá Ngô Hữu Tình, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự thị xã Ba Đồn đã cố gắng xác định phương hướng. Tối ngày 20 tháng 10, nhiệt độ hạ xuống chỉ còn 19 độ C. Gió luồn qua cả lớp áo phao lẫn lớp áo mưa, thổi vào bộ quần áo cũng còn ẩm, lạnh thấu xương. Trên sông Danh, chỉ có đốm sáng của hai con tàu cứu hộ ngược gió vun vút lao về phía trước. Suốt 2-3 ngày nay, Ban Chỉ huy quân sự thị xã Ba Đồn không nhớ nổi đã nghe bao nhiêu lời kêu cứu, nhận bao nhiêu cuộc điện thoại báo tình trạng khẩn cấp. Dựa theo cuộc gọi của bà con và lấy đèn nhấp nháy làm tín hiệu nhận biết, đội cứu hộ đã đi đến từng nơi để giải cứu những người dân có nhà bị lũ nhấn chìm, đưa họ đến chỗ cao hơn, đặc biệt ưu tiên người già và trẻ nhỏ. Chỉ trong ngày 19 tháng 10, Ban Chỉ huy quân sự thị xã Ba Đồn đã cứu nạn an toàn cho 6 sản phụ, đưa họ đến Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Bình khi nước lũ dâng cao, giúp nhiều gia đình mẹ tròn con vuông trong đỉnh lũ lịch sử. Trường hợp tôi đặc biệt nhớ là của một chị phụ nữ mang thai 9 tháng, gần sinh nhưng chồng đi làm ăn xa, nhà chỉ có một mẹ già và một con nhỏ. Chúng tôi vào cứu thì người mẹ òa khóc lên nói, bộ đội tuyệt vời, bộ đội tuyệt vời, nhờ có bộ đội mà cứu sống sinh mạng của bà cháu tôi và con tôi. Nghe vậy tôi rất cảm động, Thượng tá Tình kể lại. Một pha cứu nạn thoát tim khác là khi lực lượng chức năng tìm kiếm ba thanh niên đuối nước. Khi thấy nước lũ dâng cao, ba người này đã tự sử dụng thuyền cá nhân của gia đình để đi cứu nạn những người dân quanh khu vực xã Quảng Minh.
Thế nhưng giữa chừng, xuồng bị vỡ khiến ba thanh niên trôi dạt xuống xã Quảng Văn. May mắn là họ đã được đội cứu hộ tìm thấy và đưa lên bờ an toàn. Câu chuyện về quyên góp lại tiếp tục có những diễn biến mới và chưa biết bao giờ thì vài người bên phía màn hình máy tính kia có thể nhìn về đại cục hơn mà bớt để ý tiểu tiết và những chuyện không đáng lại. Là một trong số những nghệ sĩ trực tiếp đứng lên để kêu gọi cứu trợ cho đồng bào miền Trung, hành động của nghệ sĩ Hoài Linh nhận được rất nhiều lời khen và sự hưởng ứng từ khán giả. Chỉ sau 2 giờ đồng hồ, nghệ sĩ Hoài Linh vui mừng thông báo đã nhận được 500 triệu đồng tiền quyên góp từ các mạnh thường quân. Tuy nhiên, bên cạnh những lời tán dương, dưới phần bình luận, một dân mạng lại bất ngờ đem chuyện thiện nguyện của nghệ sĩ Hoài Linh so sánh với Thủy Tiên. Cụ thể, người này cho biết, cuộc đua quyên góp tiền kiểu như đang đua top trending nhỉ. Thủy Tiên 100 tỷ đồng rồi, mong chú vượt chị Tiên lên top nhé. Trước ý kiến đem chuyện làm từ thiện ra so sánh, nghệ sĩ Hoài Linh đã lập tức lên tiếng đáp trả. Nam nghệ sĩ thẳng thắn, được vậy thì tốt quá, top gì chứ từ thiện mà tính top thì ai cũng muốn và ai cũng vào top được. Và mới trong ngày hôm qua, khi Thủy Tiên công bố số tiền kêu gọi quyên góp được là hơn 100 tỷ đồng, thì rất nhiều bạn bè, người thân, đồng nghiệp của cô đã khuyên cô nên giao cho các tổ chức từ thiện. Nhưng tấm lòng của Tiên quá lớn, vẫn muốn góp sức mình để trao tận tay bà con miền lũ. Mỗi người sẽ có một quan điểm riêng để làm từ thiện, một cách giúp đỡ riêng để giúp đỡ cộng đồng. Việc tổ chức một bộ máy cồng kềnh càng làm rắc rối và mất thời gian họp hành rồi đưa ra quyết định. Nhỡ đâu, trong bộ máy mình xây dựng nên có người không đàng hoàng, gây ảnh hưởng đến tổ chức thì lại càng trở nên nguy hiểm. Tiên chỉ là một cá nhân và Tiên sẽ làm việc theo cái tâm của một cá nhân muốn giúp đỡ cộng đồng. Tiên trao tận tay để giúp đỡ bà con, không thông qua một tổ chức nào cả và cũng không tạo ra một tổ chức nào cả. Tiền người dân gửi cho Tiên đi trực tiếp giúp đỡ là Tiên phải cầm đi, dù có cực đến mấy. Nếu giao cho một cơ quan tổ chức nào thì khác gì Tiên lừa họ. Nhà nước mình làm những việc lớn, chi ngân sách nuôi quân để bảo vệ đất nước, giữ yên bình tổ quốc. Còn công việc của một người dân nhỏ bé như cô Tiên thì chỉ là làm sao giúp được cộng đồng càng nhiều càng tốt theo tinh thần, lá lành đùm lá rách mà thôi. Cô Tiên cũng nói thêm, sức Tiên đến đâu thì Tiên sẽ cố gắng làm đến đó. Tổ chức bộ máy là công việc của nhà nước để giúp đỡ nhân dân, như Covid hay là cứu hộ người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, đều là công không nhỏ của nhà nước mình. Tiên đi ra hiện trường thực tế, Tiên thấy rõ điều đó nên Tiên rất trân trọng họ. Còn hơn 100 ngày nữa mới đến Tết, thế nhưng ngay lúc này, ở khắp các huyện, thị xã, thành phố của Nghệ An, người dân đã cùng nhau mua lá dong, thịt, gạo nếp để nấu bánh chưng, không khí chẳng khác gì những ngày Tết Nguyên Đán. Rõ ràng so với mì tôm thì bánh chưng làm cầu kỳ hơn, mất thời gian hơn, song khi mang đi tiếp tế cho bà con vùng lũ. Ở miền Trung là hữu ích hơn nhiều, khi bà con có thể ăn ngay và no lâu hơn. Rất mong sẽ có nhiều nơi cùng nấu bánh để cùng chung sức với bà con vùng lũ, điều đó chúng tôi gọi là nghĩa tình. Vợ của nạn nhân tử vong ở Thủy điện Rào Trăng 3 đã bị kẻ gian lừa đảo 100 triệu đồng qua điện thoại. Em biết phải làm sao đây? Chị Lê Thị Thu Thảo, 24 tuổi, là vợ của Trần Văn Lộc, 25 tuổi, một trong những nạn nhân tử nạn tại sự cố thủy điện Rào Trăng 3, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngày đưa chồng từ Rào Trăng 3 trở về quê nhà tại thôn Nam Tiến, xã Nam Nung, huyện Rồng Nô, tỉnh Đắk Nông, cũng là ngày kỷ niệm 3 năm ngày cưới của anh chị. Đồng cảm trước hoàn cảnh của chị Thảo, nhiều tấm lòng hảo tâm từ khắp mọi nơi đã chung tay quyên góp và giúp đỡ gia đình chị 250 triệu đồng. Tuy nhiên, sáng ngày 20 tháng 10, theo dân trí, một số điện thoại gọi cho chị Thảo hỏi thăm rất nhiều chuyện. Khi kết thúc, chị phát hiện trong tài khoản đã bị trừ mất đi 100 triệu đồng. Theo lời kể của chị Thảo, người gọi cho chị là nam giới, tự giới thiệu đến từ Đà Nẵng. Ngoài những lời động viên, người này còn xác nhận thông tin số tài khoản của chị Thảo. Sau đó, đã gửi tin nhắn kèm một đường link và đề nghị chị nhấp vào đường link đó. Đây là nội dung trong phương án sửa đổi bổ sung một số điều quy định về hoạt động các phương tiện giao thông đường bộ trên địa bàn Hà Nội mới được Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt. Thành phố quy định xe vận tải du lịch từ 35 chỗ trở lên, bao gồm cả người lái, không được phép hoạt động trong giờ cao điểm tại nội thành. Xe dưới 35 chỗ được phép hoạt động nhưng phải có phù hiệu, biển hiệu được cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định. Ô tô dưới 9 chỗ, xe vận chuyển học sinh, sinh viên, cán bộ, công nhân viên đi học, đi làm được phép hoạt động cả ngày. Cùng với đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng sửa đổi, bổ sung một số quy định về hoạt động các phương tiện giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố. Trước đó, tại quyết định 06 năm 2013, giờ cao điểm buổi chiều được tính từ 16:30 đến 19:30, thì tại quyết định mới được điều chỉnh sớm hơn 30 phút, từ 16:00 đến 19:30. Còn giờ cao điểm buổi sáng giữ nguyên khung từ 6:00 đến 9:00. Giải thích về điều chỉnh này, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, lượng phương tiện giao thông đường bộ phát triển nhanh dẫn đến quá tải các tuyến đường trong khu vực nội thành. Để đảm bảo giao thông trật tự, giảm ùn tắc, tai nạn, việc điều chỉnh giờ cao điểm sớm hơn 30 phút là cần thiết. Tiếp nối chương trình, VJ Phước Tính sẽ giúp các bạn cập nhật những thông tin tiếp theo.
Thời gian vừa qua, miền Trung đã phải liên tục hứng chịu lũ chồng lũ, bão chồng bão, bị ảnh hưởng bởi thiên tai nặng nhất trong vòng 10 năm qua. Mưa lớn ở miền Trung gây sạt lở, ngập lụt khiến nhiều người chết, mất tích cũng như thiệt hại tài sản nặng nề. Nhiều cá nhân, tổ chức đã đứng ra tổ chức làm từ thiện để cứu trợ đồng bào miền Trung. Thế nhưng lại có không ít hành vi trục lợi từ tấm lòng của những người quyên góp ngay trong giai đoạn nhạy cảm này. Dù đã được lực lượng chức năng di dời khỏi nơi nguy hiểm, nhưng rất nhiều người vẫn phải chịu cảnh mất trắng nhà cửa, của cải, thậm chí là cả người thân. Trong đó, có cả thành viên của đoàn cứu hộ, mạnh thường quân và những chiến sĩ không ngại hy sinh thân mình. Những số tiền lớn liên tục được các mạnh thường quân gửi ủng hộ và gửi hàng cứu trợ về các tỉnh Huế, Quảng Trị, Quảng Bình. Nhưng để đảm bảo không có thêm bất kỳ tổn thất nào về người, cơ quan chức năng đã hạn chế các đoàn tiếp tế vào vùng tâm bão. Chỉ cứu trợ những nhu yếu phẩm cần thiết như thức ăn, nước uống, áo phao, đèn pin, v.v. Xót xa trước hoàn cảnh khó khăn của đồng bào miền Trung, ngày 13 tháng 10, Thủy Tiên đã đứng ra kêu gọi sự chung tay giúp đỡ của bạn bè, anh chị em đồng nghiệp cũng như khán giả để cứu trợ người dân đang gặp khó khăn vì đợt lũ lụt kinh hoàng này. Thủy Tiên đã đích thân bay vào Huế ngay trong đêm để giúp đỡ các gia đình bị nạn. Tính đến thời điểm hiện tại, số tiền quyên góp từ các mạnh thường quân gửi đến miền Trung đã lên tới hơn 100 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhiều trường hợp lợi dụng lòng tốt để lên kế hoạch lừa đảo, ăn chặn tiền từ thiện của người dân đã diễn ra. Vào tối ngày 18 tháng 10, Thủy Tiên bất ngờ tung đoạn clip chất vấn một người phụ nữ về hành vi ăn chặn tiền từ thiện. Cụ thể, sau khi nghe một người phụ nữ khóc lóc và kể về trường hợp hai ông bà cụ có hoàn cảnh khó khăn bị nước ngập vào nhà, Thủy Tiên đã quyết định đến tận nơi để trao 8 triệu phụ giúp gia đình. Điều đáng nói, ngay sau khi Thủy Tiên rời khỏi, người phụ nữ kia yêu cầu ông bà đưa lại cho mình 40% số tiền cứu trợ. Sau khi phát hiện ra hành vi lừa đảo, Thủy Tiên đã rất tức giận, sau đó tóm người phụ nữ lên xe để chất vấn. Sau gần 10 phút quanh co chối tội, cuối cùng người này đã thừa nhận ăn chặn tiền từ ông bà và chấp nhận hoàn trả 3 triệu đồng. Hành động này khiến ai nấy nghe xong đều vô cùng phẫn nộ. Trường hợp này phải được trừng trị thật nghiêm để răn đe. Số tiền ăn chặn được có đáng là bao đâu, sao lại phải làm thế? Trong khi nhà nhà đang phải chịu khổ, có người đi cứu trợ đã là may mắn lắm rồi, vậy mà đành lòng nào bòn rút, trục lợi nữa chứ. Trước đó, lại có kẻ xấu lại đi lập fanpage mạo danh ca sĩ Thủy Tiên, thậm chí còn chạy cả quảng cáo để kêu gọi từ thiện dởm, chuyển về tài khoản của mình để thu lợi bất chính. Nhưng cư dân mạng nhanh chóng nhận ra sự sai trái khi mà Facebook chính danh có hơn 6 triệu lượt người theo dõi của vợ cầu thủ Công Vinh được tích xanh, tài khoản mang tên cô, trong khi fanpage giả mạo kia lại có tài khoản ngân hàng cá nhân mang tên Lê Thị N. Khi biết chuyện, Thủy Tiên lập tức lên tiếng: "Bạn N ơi, nếu hết hôm nay bạn không gỡ post ngay, mình sẽ ra ngân hàng truy tìm ra chứng minh nhân dân của bạn để gửi cho công an đó. Tội lừa đảo là tội hình sự, có thể ngồi tù hơi lâu á. Bà con đang khổ, bạn không giúp được thì thôi, còn đi lừa người ta là nghiệp nặng lắm." Ngay lập tức, các diễn đàn và hội kín đã tố cáo hành động trục lợi này và đưa ra các cảnh báo. Trường hợp này không chỉ chiếm đoạt tiền của người khác mà nghiêm trọng hơn còn làm bào mòn niềm tin dân tộc, một hành vi vi phạm pháp luật. Hiện đang có khá nhiều cá nhân, tập thể kêu gọi ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt. Trước khi chuyển tiền vào tài khoản của các ca sĩ, diễn viên để ủng hộ đồng bào miền Trung, hãy cực kỳ cẩn thận, phải kiểm tra thật kỹ các thông tin trước khi chuyển khoản, thông tin số tài khoản phải đúng tên ca sĩ, diễn viên đó, phải được chính họ đăng tải và xác nhận trên trang cá nhân của họ, trang Facebook được tích xanh. MC Trấn Thành cũng đã rất bức xúc vì trong hoàn cảnh miền Trung cần được sự giúp đỡ, nhiều doanh nhân bán kem trộn vẫn nghĩ được cách trục lợi cho bản thân. Ngoài việc đứng ra kêu gọi khán giả quyên góp tiền ủng hộ đồng bào miền Trung, Trấn Thành còn đăng status tìm đơn vị tài trợ áo phao. Anh hứa hẹn sẽ tặng lại một post quảng cáo trên trang fanpage của mình như một cách để đáp lại sự tử tế từ quỹ doanh nghiệp. Có nhiều hãng áo phao đã liên hệ Trấn Thành để tài trợ. Tuy nhiên cũng có không ít người tự xưng là doanh nhân bán mỹ phẩm, kem trộn, nước hoa, hứa sẽ mua 500 chiếc áo phao và đề nghị anh quảng bá cho sản phẩm của họ. Hành động này khiến ông xã Harry Won bức xúc. Anh cho rằng họ quá ích kỷ và tìm cách trục lợi trên khó khăn của người khác. Anh chia sẻ: "Tôi giận bầm ruột, cái gì vậy mấy em? Trong cái cảnh cả nước đang nôn nao để tìm cách giúp đỡ, trong lúc người ta đang tan cửa nát nhà, chờ được cứu trợ mà mấy em vẫn đủ tỉnh táo để nghĩ ra cách trục lợi cho bản thân là sao vậy?" Trấn Thành bức xúc bày tỏ. Sự việc trục lợi từ lòng tốt của MC Quốc Dân cũng đã dấy lên sự phẫn nộ trong cộng đồng mạng. Bộ không thấy ngại sao trời, tài trợ ở đây ít nhất con số nó lên đến chục nghìn cái, chứ 500 cái để Trấn Thành quảng cáo hũ kem cho mấy chị thì anh ấy thà bỏ tiền túi ra mua lại 5.000 còn hơn. Mọi người nghĩ sao vậy? Làm ơn ý thức chút đi, làm vậy rất làm phiền các nghệ sĩ, để họ yên tĩnh đầu óc, tỉnh táo để còn giúp cho nhiều người. Ý thức quá kém, quá ích kỷ.
Tính đến chiều ngày 19 tháng 10, MC Trấn Thành đã kêu gọi được hơn 8 tỷ đồng sau 3 ngày. Vì lịch trình công việc nên Trấn Thành không thể trực tiếp ra miền Trung trao cho người dân. Số tiền đó được nam MC chia thành 3 phần. 3 tỷ gửi MC Đại Nghĩa mua xuồng cứu hộ, thức ăn, nước sạch và tiền mặt cho bà con ở Quảng Bình. 1 tỷ gửi bà Ngọc Hương, mẹ của ca sĩ Hồ Ngọc Hà để giúp người dân ở Quảng Bình. Phần còn lại anh chuyển cho Thủy Tiên để cô tiếp tục công tác thiện nguyện. Hiện tượng một số cá nhân lợi dụng tình hình lũ lụt để trục lợi tiền từ thiện đang gây nhức nhối tại nhiều nơi. Lợi dụng tình hình bão lụt tại miền Trung, một số cá nhân đã mạo danh người nổi tiếng để huy động tiền ủng hộ hoặc tự kêu gọi ủng hộ, nhưng với mục đích là chiếm đoạt số tiền từ thiện đó. Tùy vào tính chất và mức độ vi phạm của hành vi mà bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hình phạt cho những đối tượng lợi dụng trục lợi từ thiện cũng rất có tính răn đe. Theo Điều 174 Bộ Luật Hình sự 2015, hành vi này nếu bị kết án có thể bị phạt tù chung thân. Tùy vào tính chất và mức độ vi phạm của hành vi mà bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Riêng các trường hợp lợi dụng lũ lụt ở miền Trung để trục lợi trong khoảng thời gian gần đây thì mức án cũng không hề nhẹ. Theo khoản 3 Điều 174 Bộ Luật Hình sự 2015 về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản được quy định như sau. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm, chiếm đoạt tài sản trị giá 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng, hoặc lợi dụng thiên tai, dịch bệnh. Hảo tâm làm từ thiện để cứu trợ bà con miền Trung chịu ảnh hưởng bởi thiên tai là rất đáng hoan nghênh. Tuy nhiên, các bạn cũng cần đề cao cảnh giác trước những trường hợp lừa đảo để không đút tiền vào túi kẻ xấu. Những hành vi trục lợi từ thiện vừa được kể đến chắc chắn cần phải bị xử lý thật nghiêm để răn đe. Mong rằng lũ lụt sẽ sớm đi qua để những tổn thất ở miền Trung sẽ không tăng thêm nữa. Tiếp theo đến với chuyên mục Chuyện Lạ, Chuyển Động cùng Dân Mạng sẽ mang tới cho bạn những câu chuyện vô cùng hiếm có, khó tìm. Bây giờ hãy thử tưởng tượng bản thân đang đi thăm thú một thủy cung nọ, vui vẻ ngắm nhìn các loài cá thì bỗng nhiên bơm, ôi trời, có một con cá mập nôn ra cả một cánh tay người. Thật là đáng sợ quá đi. Chuyện tưởng chỉ có trên phim này, vậy mà lại có thật. Chẳng những thế mà lại còn liên quan đến một vụ án mạng nữa cơ đấy. Mọi chuyện bắt đầu vào tháng 4 năm 1935 khi Bert Hodson, một ngư dân địa phương, đã bắt được một con cá mập hổ dài khoảng 4,2 mét tại vùng biển Kochi của Úc. Xưa vốn có câu thả hổ về rừng, nhưng con hổ này không biết đi nên ông Bert đã cùng con trai mang bé cá mập hổ đó đến tặng cho thủy cung. Thời gian đầu, sống ở chỗ mới, cá mập ta vẫn sinh hoạt bình thường và tận hưởng chỗ ở đặc chuẩn khách sạn 5 sao. Thế nhưng, chỉ sau vài ngày, con vật bắt đầu trở nên gắt gỏng và có nhiều hành động khó hiểu. Nó liên tục đâm đầu vào vách bể kính, rồi lặn xuống đáy nằm im. Không chỉ vậy, con cá mập hổ này lại tỏ ra chậm chạp hơn hẳn những con cá khác. Chẳng bao lâu sau, con cá mập bắt đầu nôn mửa. Nhưng nỗi kinh hoàng đã dâng lên tột đỉnh khi nhân viên và khách tham quan ở thủy cung này chứng kiến thứ con vật này nôn ra chính là một cánh tay người. Cảnh sát và pháp y nhanh chóng vào cuộc điều tra. Sau đó, họ đã đưa ra kết luận rằng cánh tay người đó không phải bị cá mập cắn bởi vì không có vết răng, mà thay vào đó cánh tay bí ẩn kia đã bị cắt bởi một vật vô cùng sắc bén. Ngoài ra, cảnh sát còn phát hiện nạn nhân đã bị trói trước khi bị giết chết và một hình xăm võ sĩ quyền Anh trên cánh tay của tử thi. Sau đó vài ngày, một người đàn ông tên Edwin Smith đã báo cáo về sự mất tích của anh trai mình, James Smith. Như linh tính được chuyện gì, cảnh sát cho Edwin xem cánh tay bị con cá mập nôn ra và ông đã vô cùng bàng hoàng khi thấy đó chính là cánh tay của anh trai mình. Bằng biện pháp nghiệp vụ, các sĩ quan đã xác định lần cuối cùng James Smith được nhìn thấy là tại một khách sạn nằm ở ngoại ô Sydney. Khi đó, Smith vẫn còn đang ngồi uống trà và chơi domino cùng người bạn Patrick Brady. Theo khai báo của chủ khách sạn, Patrick đã biến mất và bỏ lại căn phòng thuê. Và điều đáng ngờ nhất, đó chính là hắn đã lau chùi và thay mới sạch sẽ toàn bộ mọi thứ trong phòng trước khi rời đi. Lần theo manh mối, cảnh sát tìm đến một tài xế taxi. Ông cho biết rằng mình đã chở Brady sau ngày nạn nhân Smith mất tích. Theo tài xế, Brady đã đến một căn hộ ở phía bắc Sydney thuộc sở hữu của Reginald Lloyd Holmes, một tên trùm buôn ma túy và lừa đảo núp bóng dưới vỏ bọc của một doanh nghiệp đóng tàu. Cảnh sát nghi ngờ rằng ba người này đã làm ăn nhưng sau đó xảy ra mâu thuẫn nên bắt đầu thủ tiêu lẫn nhau. Reginald sau đó đã được thả, còn Patrick thì bị khởi tố về hành vi giết người. Thế nhưng Reginald đã có hành động khiến mọi người vô cùng kinh ngạc, đó chính là chĩa thẳng súng vào đầu và tự sát. Thế nhưng không hiểu vì sao mà phát súng nhắm thẳng vào đầu của tên xã hội đen này lại không cướp đi sinh mạng của hắn. Sau khi phục hồi, Reginald mới thực sự hoảng loạn và quyết định khai báo toàn bộ những gì hắn biết.
rằng chính Patrick Grady đã giết chết James Smith, chặt xác nạn nhân và ném hết xuống biển. Sau đó, Patrick đã giữ lại một cánh tay của James và mang tới nhà hù dọa Dredino, nói rằng số phận của ông cũng sẽ như vậy nếu như không chịu trả tiền. Sau khi dọa xong, Patrick đã quẳng cánh tay này xuống biển và chú cá mập hổ xấu xố kia đã vô tình ăn phải. Tuy nhiên, dẫu sao thì cảnh sát vẫn chưa có lời giải thích cho cái chết đó, và điều này cũng đã đặt dấu chấm hết cho vụ án mạng cánh tay trong bụng cá mập này. Tên Patrick sau đó đã thoát tội bởi vì chỉ một cánh tay là không đủ để chứng minh vụ án giết người. Luật sư bào chữa cho rằng vẫn có khả năng James vẫn còn sống và chỉ mất một cánh tay. Sau đó, Patrick Grady đã được trả tự do vì không đủ chứng cứ buộc tội. Sau đó, y qua đời vào năm 1965. Vụ án trên đã khép lại một cách vô cùng đáng tiếc, nhưng mà dù sao cũng đỡ hơn là câu chuyện tiếp theo sau đây, kể về một vụ án mạng kỳ bí tại toilet công cộng ở Nhật Bản, đến nay vẫn chưa có nghi phạm hay bất kỳ lời giải thích hợp lý nào được đưa ra. Một xác chết nam đã được tìm thấy trong toilet nữ. Đáng sợ hơn là thi thể nằm hẳn ở dưới bể phốt mà chỉ có hai chân ló lên thôi. Một ngày tháng 2 năm 1989, tại tỉnh Fukushima, Nhật Bản, một nữ giáo viên 23 tuổi phát hiện có điểm bất thường ở hố xí trong khi đang đi vệ sinh. Sau khi kiểm tra, cô đã kinh hoàng tột độ khi thấy đôi chân của một người đàn ông xuất hiện ngay bên dưới. Cảnh sát đã có mặt vài phút sau đó và phong tỏa hiện trường. Sau đó, việc cần làm đầu tiên là kéo thi thể người đàn ông ra khỏi đường ống. Nhưng việc này không hề dễ dàng dù đã có sự trợ giúp của lính cứu hỏa. Không còn cách nào khác, lực lượng chức năng đành dùng máy khoan phá hủy đường ống và đưa thi thể ra ngoài. Nữ giáo viên sau đó đã nhận ra nạn nhân, anh là Naoyuki Ochino, 26 tuổi, làm giám sát viên tại một nhà máy điện hạt nhân ở thị trấn gần đó. Theo lời mọi người, anh Naoyuki khá tốt bụng và rất nhiệt tình với các hoạt động trong làng. Với tính cách như vậy, việc gây thù chuốc oán rồi bị trả thù gần như là không thể. Ngoài ra, vụ án này còn có hai chi tiết kỳ lạ khác. Thứ nhất, giữa tiết trời lạnh rét của Fukushima vào tháng 2 mà thi thể lại không hề mặc áo. Thứ hai, chiếc áo bị cởi ra và để lên trên ngực nạn nhân trong tư thế vô cùng khó hiểu. Thế nhưng, còn có một câu hỏi bí ẩn khiến ai cũng lạnh gáy khi nghĩ tới. Làm thế nào một người đàn ông trưởng thành có thể chui vừa vào ống dẫn chất thải tí hon? Phân tích kỹ hơn một chút, kích thước của nắp hố là 36cm và 20cm và chiều rộng vai của người đàn ông trưởng thành Nhật Bản là 40cm. Nên có thể chắc chắn, việc Naoyuki tự chui vào đây là điều bất khả thi. Một chi tiết đáng ngờ khác là chiếc áo mà Naoyuki ôm đã được gấp phẳng phiu, sạch sẽ. Khó có thể tưởng tượng một người có thể gấp áo trong không gian hẹp như vậy, mà tại sao Naoyuki lại ôm áo trong tư thế ấy và quyết định cởi trần để chết vì lạnh. Hơn 4.000 người dân địa phương đã đệ chữ ký lên văn phòng cảnh sát và yêu cầu điều tra lại vụ án để tìm công bằng cho nạn nhân xấu số này. Tuy nhiên, cảnh sát đã từ chối lời đề nghị này, và từ đó đến nay, vụ án bí ẩn với xác chết trong bồn cầu tại Fukushima vẫn mãi là một ẩn số không bao giờ có lời giải. Đến đây thì bản tin Chuyển động cùng dân mạng đã kết thúc rồi. Đừng quên đón xem để biết cộng đồng mạng đang có gì hot và khám phá những câu chuyện độc lạ nhé. Còn bây giờ thì Tính xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong bản tin tiếp theo. Bye bye! Nhớ bấm nút xem đầu tiên để không bỏ lỡ những chương trình hấp dẫn nhất từ Giang nhé!